Đây là cái luống phun gonera đây. Đây, ừ, nội hấp đây. Nội hấp lưu dẫn. Thấy sạch cô nhỉ? Nó chết xong rồi nó gặp cái trận mưa nữa cho nên là nó bong là hết rồi. Nói chung là cũng chết nhỉ? Vâng. Sau 5 ngày thì chết ít, chết chỉ được 10 đến 20% thôi. Nhưng mà hôm nay nửa tháng là chết dốc hết rồi. Này. Vâng, nó càng ẩm nó lại càng bị nặng. Đây này cô này, cô lại xem cái gốc này cạo là nó bung ra này. Đấy. Nói chung cái này anh chỉ đạt được 80%. Vâng. Không mại, không chết như trên kia. Vâng. Không chết mạnh như cái thuốc kia. Không chết mạnh bằng khi mà cộng hai cái loại thuốc kia đúng không? Ừ. Trên kia nó sạch. Yeah. Trên kia nó nhiều như thế mà nó còn sạch. Vâng. Phải. Vâng. Cái gốc chỗ mắm, then bị chỗ mắm mà mắm là nó đẻ mạnh. Ở dưới này thì là nó cũng ẩm hơn. Độ ẩm của nó cao hơn. Vâng, cho nên là cái hiệu lực của nó thì là nó cũng ít hơn so với cả ở trên kia. Nói chung là nó cũng chết. Vâng. Nó chết thì những chỗ nào cao tháng là dễ chết hơn. Vâng. Còn những chỗ nào ẩm là những cái chỗ này nó rất là. Vâng. Ở dưới này thì nếu mà mình phun cái thuốc nội hấp này không ấy thì là nó vào 180 cho một phi 200 lít thì là nó nhẹ tiền hơn. Đây này, nhẹ. Vẫn vâng. Đây này, vẫn còn nhé. Vâng. Đấy. Ý nghĩa là một cái cụm này thì chỉ chắc chỉ còn một số nào đấy thôi. Vâng. Đây này. Đấy. Kia nó cứ giết thì nó bong bong tay không. Vâng. Cái này vẫn còn sót một ít. Vẫn còn sót ít. Vâng. Ừ. Nói chung là động chết cũng chết nhưng mà nó sót ít. Vâng. Tại vì nó ẩm nó cao. Vâng. Thì lại phải tăng thuốc lên đây này. Đó. Vâng. Yeah. Lần sau mình có kinh nghiệm để đánh cái con này. Ừ. Ẩm thì mình sẽ cho tăng thuốc lên. Tăng thuốc lên, còn chỗ nào khô. Chỗ nào khô thì chỉ dùng trung bình thôi. Vâng. Đấy. Đây này, đây như chỗ này là cũng chết rồi, là mình cạo là nó lộ cái gốc ra. Ừ. Này. Như lúc này chắc
chết độ 80%. Vâng, 8-90 đấy. Ừ, các con thế nào. Vâng. Nó sót mà sót ít thôi, không đáng kể. Cái ở đây nó mà khô như ở trên kia thì chết sạch luôn đấy. Thế nhưng có điều là nó độ ẩm nó cao. Vâng, thế mình cứ kích thích cho cái con này nó vâng. Thuận tiện hơn. Thuận tiện này nó phát triển mạnh hơn. Phát triển mạnh hơn. Vừa này mà không phun nữa mấy hôm nữa còn nan hết. Nhìn cái này cũng bong. 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 Nói chung là sót thôi, cái cụm nào mà nó ấy nên nó phân phất là thuốc biến ấy và là nó ăn sót thôi. Vâng. Nhưng chung như mà những lúc cô phun là phải nói là tương đối kỹ. Vâng. Còn anh ấy phun thì tao còn nghi ngờ chứ còn. Vâng. Cô phun cô xoại bên đây các mặt là đều hết. Hôm anh phun cháu cũng hướng dẫn anh phun là phải phun ướt đều mặt lá với cả phun vào cả những cái chỗ mà như kiểu thân nó bám vào chỗ nào là phun thân nó vào chỗ. Bám mặt này nhưng mà cái vòi mặt này nó chỉ xịt vào này phải không? Mà vâng. Nó quất nó không vào được thì mình lại phải tỉa vòi ở đằng ấy chữa lại. Vâng. Vậy là phải phun ướt đấm hết cả cây luôn. Đều hết thì mới nó mới chết. Vâng. Phun xong thì cô thấy là quả với cả lá thì vẫn xanh tốt bình thường đúng không? Không có hiện tượng. Nói chung là không có gì hại đến cây, quả. Đến, không có gì hại đến quả, đến cây cả. Ừ, đến cây. Nhưng mà cô xem này không biết là tình trạng nào mà nó cứ nõm nõm như này nhỉ? Vâng. Tao còn đang đi xem này xử lý với chị. Nói chung là không ảnh hưởng gì đến quả, đến cây. Vâng. Thế mong cô là tiếp tục sử dụng và ủng hộ cái sản phẩm Gonra 250 WG này của bên công ty cổ phần nông dược Việt Nam. Vâng. Nói chung là nó cứ đạt hiệu quả đấy, các cô cứ dùng thôi. Vâng ạ. Có gì thì mong cô là phổ biến cái thuốc này đến những cái hộ dân khác mà người ta cũng đang bị cái con rệp kim này gây hại. Giúp cháu với. Ờ đúng rồi. Vâng. Nếu mà có nhà nào có nhu cầu thì cô sẵn sàng tư vấn. Vâng ạ. Thì cô nhờ cô thực hiện, cô thấy nó đạt hiệu quả rồi thì. Vâng, đây là cô cháu mình làm thực tế và đánh giá cái hiệu quả thực tế thì ừ. Nói như thế thì nhà ai mà người ta cũng bị cái con này nó đang gây hại thì là mình sẽ tư vấn và hướng dẫn với cho người ta để người ta sử dụng. Ừ. Phòng trừ cho nó đạt cái hiệu quả. Nói chung là cô sử dụng mà thấy hiệu quả thì mọi gia đình khác mà bị thì cô cứ tư vấn thôi. Vâng. Nó, người ta cũng vâng. Tin tưởng. Mình dùng là nó đạt cho người ta cũng tin tưởng. Vâng. Cô cho cháu xin cái họ tên với cả cái địa chỉ của nhà mình. Ừ. Địa cô. Tên là Nay Tiên Chú. Vâng. Lấy tên của cô cũng được ạ. Cô à? Vâng. Ừ, cô Nguyễn Thị Phấn. Vâng ạ. Cô địa chỉ Cống Thuận. Vâng ạ. Cống Thuận, xã Bình Sơn, vâng. Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Vâng ạ. Vâng, cháu cảm ơn cô và gia đình ạ. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe và trúng mùa thì sẽ được giá ạ. Cảm ơn công ty. Vâng. Luôn luôn gửi những mẫu thuốc tốt nhất mang về cho tất cả các nhà vườn vâng. Riêng gia đình nhà cô vâng ạ cũng là cảm ơn vâng cháu cảm ơn cô ạ.